Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì em sẽ quay video so sánh giá cho các bác những dòng TV của Samsung đời cũ và đời mới năm 2024. Thì hiện tại những cái mẫu TV năm 2024 ra mắt mới của Samsung thì gần như cũng đã về hàng bên em rất là nhiều mẫu rồi. Và tương ứng với đó thì bên em vẫn đang bày cả những cái mẫu TV năm 2023, năm 2022 đời cũ. Vì vậy mà em muốn làm cái video để so sánh giá giữa hai dòng đời với nhau để các bác có thể cập nhật được giá mới nhất bây giờ và mình xem cái mức giá của dòng TV mới năm 2024 nó có chênh lệch như thế nào so với những dòng TV đời cũ. Thì bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác cứ liên hệ đến số tổng đài 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá, đó là eco-mart.vn. Và sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video chính trong nội dung ngày hôm nay. Để cho các bác dễ so sánh thì em sẽ quay những cái mẫu TV năm 2024 trước, những cái mẫu TV mà của Samsung năm 2024 mà đã về hàng bên em. Sau đó thì em sẽ quay sang cùng những dòng TV đời cũ mà cái mẫu mới ra mắt để thay thế cho mẫu đó. Thì các bác xem các bác sẽ thấy ngay cái sự so sánh về giá chênh lệch như thế nào. Thì ở đây đầu tiên em có cái mẫu 55 inch Q60D. 55Q60D dòng TV của Samsung QS mẫu mới nhất năm 2024. Mẫu 55Q60D này thì ra mắt để thay thế cho dòng 55Q60C hay là Q60B từ những năm trước. Thì mẫu 55Q60D này thì có thiết kế bên ngoài viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì hình chân đế để chính giữa đây cũng là bằng nhựa. Nói chung là thiết kế của TV năm 2024 thì gần như giống với cả mẫu năm 2023 hoặc 2022. Q60D thiết kế giống với cả mẫu Q60B. Mẫu này thì màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền 2 màu và tấm nền VA. Nói chung là cấu hình TV thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều. Nó sẽ cải tiến thêm một chút về cái công nghệ màu sắc trên mẫu này. Và màu của mẫu Q60D năm mới 2024 ấy, thì nó sẽ có nhiều thay đổi, có độ sáng cao hơn và độ tương phản cao hơn so với cả mẫu cũ. Và cùng với đó thì cái mẫu mới năm nay nó sẽ có thay đổi về cái giao diện của TV. Các bác nhìn thấy ngay trên màn hình em đang quay đây, em sẽ mở giao diện đây. Giao diện TV nó sẽ có thay đổi, nhìn thấy được ngay cái phần khám phá, phần ứng dụng chia làm hai phần riêng biệt. Ứng dụng đây để các bác có thể xem những ứng dụng mình đã tải hoặc là mình có thể mình tải thêm ứng dụng về máy của mình. Phần khám phá thì sẽ là những cái ứng dụng đã cài rồi thì mình sẽ kéo xuống ra giống như năm trước. Và một cái điểm nữa đó là phần Daisy cộng cũng là một thay đổi mới trong mẫu TV Samsung năm nay. Thì chủ yếu năm nay sẽ thay đổi về cái phần ứng dụng nhiều hơn. Ứng dụng thì Samsung họ có tích hợp thêm nhiều cái ứng dụng để mình có thể quản lý được TV rồi cũng như là sử dụng tiết kiệm điện cho TV. Tất cả cái điều đó thì các bác có thể tải thêm cái ứng dụng SmartThings về để các bác theo dõi được cái TV nhà mình sử dụng hết bao nhiêu tiền điện một tháng, từ đó mình có thể điều chỉnh cho tiết kiệm nhất đều được. Thì đây là cái nổi bật trong năm nay. Rồi các cái thiết kế về cái phần ứng dụng ấy thì nó sẽ có thêm những cái smart để kết nối với những cái thiết bị smart bây giờ để làm cho cái ngôi nhà mình thông minh hơn. Âm thanh của dòng Q60D này thì vẫn là tổng công suất là 20W, có hai củ loa hai bên, có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói qua Bixby bằng tiếng Việt. Và mức giá của dòng 55Q60D của Samsung thì trong năm nay hiện tại bên em đang bán giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 16.210.000 cho mẫu 55Q60D các bạn nhá. Đây, mẫu này đây, mẫu mới. Em sẽ quay cái tem của TV để các bác theo dõi. Công suất anh định của mẫu này rơi vào là 150W, dòng 55Q60D xuất xứ Việt Nam. Màn hình QS của Samsung, công nghệ âm thanh OTS, tổng công suất là 20W, có công nghệ Q-Symphony. Cái công nghệ Q-Symphony ấy, thì em sẽ giới thiệu sâu hơn một chút để các bác hiểu rõ. Công nghệ đó thì của TV Samsung ấy thì nó sẽ tích hợp kết hợp với cả loa sau 3 để đồng bộ âm thanh ra cả TV và cả loa sau 3. Có nghĩa là trên TV có bao nhiêu củ loa
cái loa 63 có bao nhiêu củ loa, thì khi mà kết hợp lại với nhau thì nó sẽ cộng tổng cộng tất cả những củ loa đó và âm thanh nó phát ra đều trên các củ loa đó thì tạo cái âm thanh vòm tốt hơn. Quay trở lại cái TV thì mẫu 55Q60D đang bán là 16.210.000. Trong khi đó thì cái mẫu trước đó, mẫu 55Q60B hiện tại đang bán giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 11.220.000. 11.220 so với cả 16.210. Tức là chênh nhau khoảng tầm là 5 triệu đồng các bạn nhá. Chênh nhau khoảng 5 triệu. Thì thời điểm hiện tại thì mẫu mới 2024 nó mới ra, vì vậy mà giá nó tương đối cao. Nên các bác mà muốn mua rẻ thì các bác cũng có thể cân nhắc mua cái dòng cũ là dòng 55Q60B. Thì vẫn là màn hình QS của TV Samsung. Cũng là thiết kế chân đế, chân nhựa để chính giữa, màn 4K tần số quét 60, công nghệ nét viền hai màu, nhưng giá thành nó rẻ hơn. Tất nhiên là cái màn hình của mẫu cũ ấy thì nó một chút gì đó nó sẽ không thể bằng so với cả mẫu mới năm 2024, nhưng mà mức giá thì nó sẽ rẻ hơn. Thì đây là một cặp đầu tiên, cặp 55Q60D và 55Q60B, giá chênh nhau khoảng tầm 5 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo em sẽ chuyển sang một cái mẫu khác, em sẽ quay dòng 65 inch. Ở mẫu TV 65 inch ấy, thì bên em đang có dòng 65Q60D. Đây em sẽ quay sang bên này. Mẫu 65Q60D của Samsung. Đây, mẫu mới năm 2024 đây. Vẫn là dòng TV Q60D năm 2024. Hay các bác nhìn thấy cái màu sắc trên cái mẫu năm nay ấy, thì em thấy cái độ phân giải, độ tương phản hình ảnh nó sâu hơn so với năm trước. Hình ảnh cảm giác nó thật hơn. Màn hình thì vẫn là giữ độ phân giải 4K rồi. Cái chất lượng hình ảnh bây giờ thì mình cũng gần như là 4K rất là cao. Và nếu các bác mà chỉ xem truyền hình, các bác chỉ xem VTV, xem YouTube ấy, thì với những mẫu TV màn hình 4K các bác hoàn toàn có thể xem thoải mái hết rồi. Chất lượng hình ảnh rất là ok. Tần số quét của TV thì 60Hz, công nghệ nét viền hai màu. Mẫu Q60D, thiết kế bên ngoài là viền mỏng, viền nhựa. Những cái dòng TV tầm trung của Samsung thì vẫn giữ thiết kế như vậy thôi, vẫn là viền nhựa, chân đế thì để ở chính giữa, chân đế cũng là bằng nhựa thôi nhá. Về mức giá của mẫu 65Q60D thì hiện tại đang bán bên em giá mà trừ hết quà rơi vào là 19.940.000, 19.940, dòng 65Q60D. Đây, mẫu mới năm 2024 của Samsung. Em sẽ quay cái tem cho các bác. Ở mẫu này thì có công suất anh định rơi vào là 175W, màn hình 65 inch. Độ rộng màn hình 65 inch thì nó rơi vào là 1m46. Đây, các bác nhìn từ xa không ạ? Cổng kết nối trên cái mẫu này thì em sẽ quay thêm để các bác nhìn rõ hơn. Cổng kết nối thì em thấy nó vẫn giữ nguyên thôi, vẫn là cổng USB ở đây. Cổng mạng này, cổng HDMI này, cổng anten này. Bên này thì sẽ có cổng HDMI và cổng optical ra âm thanh. Mẫu Q60D. Còn cái mẫu mà so sánh với cả dòng Q60D đó là dòng Q60B năm 2022 của Samsung. Thì mẫu 65Q60B em đang để ở đây, cũng là màn hình QS 65 inch của Samsung Q60B. Mẫu này thì hiện tại đang bán giá mà trừ đi hết quà thì khoảng tầm là hơn 13 triệu thôi các bác nhé. Giá cực kỳ rẻ. Mẫu 65Q60B giá mà trừ đi hết quà. Các bác chờ em một chút, em sẽ kiểm tra. 13.750, 13.750 mẫu 65Q60B. Chênh nhau cũng khoảng tầm 5 đến 6 triệu đồng so với cả cái mẫu năm 2024. Thì đây là cặp thứ hai các bác nhá. Cấu hình thì gần như tương tự thôi, không có thay đổi quá nhiều. Tiếp theo em sẽ chuyển lên một mẫu TV 75 inch nữa để cùng so sánh cho các bác cái mức giá thành hiện tại đang bán, xem nó chênh nhau như thế nào. Thì ở đây em sẽ có quay cái mẫu 75 inch D75D8000. Đây là mẫu mới ra của Samsung.
Mẫu này thì bên em cũng mới 7 thôi. 75DU8000, dòng 4K thường, dòng Crystal UHD 4K của Samsung. Đây coi nha. Mẫu DU8000 của Samsung ấy thì ra mắt để thay thế cho dòng 75BU8000 của Samsung. Dòng 4K thường, màn hình độ phân giải 4K, tần số quét 60, công nghệ nét viền một màu và tấm nền VA. Cái chân đế của mẫu DU8000 này thì cũng sẽ có hai nấc để, hai cái để chân. Đây em đang để cái mức ở trong, còn sẽ có một cái khe để chân nữa, nó có tầm khoảng như này, cách nhau khoảng tầm 10 phân để trong này, để các bác có thể tùy biến theo cái kệ nhà mình. Kệ rộng thì mình để ra ngoài đẹp hơn, còn kệ nhỏ thì mình thu vào trong. Thì đây đang để mức thu vào trong rồi, còn ra ngoài khoảng 10 phân nữa hai bên. Cái tem của TV đây, 75DU8000 của Samsung. Công suất anh định của mẫu này rơi vào 260W thôi nhá. Màn hình 75 inch thì độ rộng rơi vào 1m67. Sản xuất tại Việt Nam, bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà. Âm thanh của dòng này thì 20W, vẫn giữ cái thiết kế Airstream 2,7cm thôi. Chip thì nâng cấp, có hỗ trợ nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K. Hiển thị màu thì Dynamic Crystal Clear. Nói chung là về cái công nghệ này thì nó cũng không khác gì so với cả mẫu BU8000 của Samsung. Về mức giá hiện nay của dòng 75DU8000 của Samsung thì hiện tại đang bán bên em giá mà các bác trừ đi hết quà thì rơi vào là 24.660.000, 24.700.000 các bác nhá, tầm khoảng giá như vậy. Trong khi đó thì cái mẫu mà so sánh tương tự với cả dòng 75BU8000, mẫu mà cái mẫu DU8000 ra mắt để thay thế cho ấy, thì sẽ là mẫu 75BU8000 của Samsung. Và cái mức giá của dòng 75BU8000 thì hiện tại đang bán với em giá mà trừ đi hết quà chỉ có 17.500.000, 17.400.000, 500.000, đấy khoảng tầm giá như vậy. Tức là đang chênh nhau khoảng tầm 6 đến 7 triệu đồng mức giá cho dòng TV 75 inch đời 2022 và đời 2024, chênh nhau rất là nhiều. Cái điều này thì cũng khẳng định một lần nữa đó là hiện tại thì các bác tìm chọn những dòng TV đời năm 2023, 2022 vẫn có hàng mới nguyên hộp 100%, vẫn có bảo hành đầy đủ 2 năm chính hãng tại nhà, chưa kích hoạt bảo hành, mà mức giá thì rẻ hơn nhiều so với các bác mà đang tìm dòng TV năm 2024 đời mới. Mặc dù là mới hơn nhưng cái giá tiền thì các bác lại bỏ ra nhiều hơn. Đây là một cái so sánh giá trực quan nhất để các bác thấy giá thành giữa cái mẫu mới và mẫu cũ nó chênh nhau nhiều như thế nào. Thì theo em thì các bác hiện tại các bác nên chọn những dòng TV năm 2022, 2023 thì có mức giá tốt hơn các bác nhé. Thì đây chỉ là một số cái mẫu TV tiêu biểu thôi, còn hiện tại thì bên em cũng còn rất là nhiều mẫu như là 75Q60B và 75Q60D cũng đã có giá. Đây, ví dụ như là mẫu 75Q60D hiện tại bên em đang bán giá là 28.690.000. Trong khi đó thì mẫu thay thế cho mẫu này, đó là mẫu 75Q60D hiện tại đang bán giá khoảng tầm 31.000.000. Đấy, cũng chênh nhau khoảng 4-5 triệu đồng rồi. Chênh nhau rất là nhiều các bác nhá. Đây là mẫu 75Q60D, mẫu mới năm 2024. Thì hiện tại dòng TV Samsung, các cái mẫu 2024 bên em cũng về rất là nhiều mẫu rồi. Các bác nào mà muốn cứ tham khảo dòng mới năm 2024 thì các bác cứ gọi về số tổng đài đó 0974178586 thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác. Tiện video đây thì em cũng sẽ báo thêm cho bác cái dòng TV 65C845 của TCL. Thì trong đầu tuần vừa rồi em có báo cái chương trình giảm giá sốc cho dòng TV 65C845 của TCL. Thì cũng đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn và cảm ơn rất là nhiều các bác đã ủng hộ bên em. Và cũng gửi lời xin lỗi các bác là các bác nào mua sau thì có mức giá nó không được tốt như lúc đầu tiên. Đầu tuần thì em có báo giá cái mẫu này là 18.320.000. Nhưng không ngờ là nhiều bác mua đến vậy, nhiều bác ủng hộ như vậy thì rất là cảm ơn các bác. Và bên em thì chuẩn bị khoảng tầm chục con, nhưng mà chỉ trong 2 ngày đã hết. Vì vậy mà em phải nhập lô mới về. Và cái nhu lượng
Và cái lô mới về thì hãng họ không hỗ trợ giá nhiều hơn nữa. Vì vậy mà cái mức giá hiện tại đang bán chỉ có để được cho các bác là 18.690 các bác nhé. Giá 65C845 là 18.690, giảm so với cái mức giá ban đầu là 19.280, giảm xuống 18.690, tức là giảm khoảng 600.000. Còn bình thường thì đầu tuần thì giảm hơn một chút nữa, rẻ hơn khoảng tầm 300 nữa. Thì các bác cũng thông cảm giúp em. Các bác nào mà mua cái mẫu 65C845 này thì hiện tại vẫn đang bán giá lô mới về sẽ là 18.690. Và vẫn còn hàng, bên em bán nốt ngày mai thì sẽ giá thành nó sẽ tăng về lại 19.280. Nhưng các bác nào mà muốn mua cái mẫu này thì các bác cứ gọi về số tổng đài thì bên em sẽ báo giá cho các bác. Ở video cập nhật giá cũng như là so sánh giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.